Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 9, một vụ lở đá xảy ra tại huyện Hình Sơn, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc lao vào một chiếc xe tải nhỏ và giết chết cả 7 người trên xe. Theo báo cáo chính thức của huyện Hình Sơn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, một tảng đá bất ngờ đổ sập xuống núi trên đường quê Bình Oa ở thị trấn Trân Tử, huyện Hình Sơn, lao xuống một chiếc xe tải nhỏ 7 chỗ đang chạy ngang qua, khiến phương tiện thiệt hại nghiêm trọng và tất cả 7 người trên tàu đều thiệt mạng. Upstream News đưa tin, ngày 5 tháng 9, 7 người thiệt mạng đều là công nhân xây dựng. Xe có 7 chỗ, 7 công nhân thi công đều là nam. Đá vừa rơi xuống xe, một người am hiểu về vụ việc cho biết. Theo báo cáo, đường cao tốc Bình Oa đề cập đến con đường nông thôn từ làng Bình Thủy ở huyện Hình Sơn đến khu vực khai thác Hoa U. Có một số mỏ phốt phát thuộc sở hữu hoàn toàn của các doanh nghiệp nhà nước trong khu vực khai thác Hoa U. Gần đây, một công ty xây dựng ở huyện Bình Sơn đang xây nhà cho doanh nghiệp khai thác mỏ. Trước khi xảy ra vụ việc, 7 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trên xe tải trở về ký túc xá sau bữa tối. Cư dân mạng Đại Lục cho biết, trời ơi, nghiêm trọng quá, thật khốn khổ, liên quan nhiều đến mưa liên miên. Tôi mới từ Nghi Sương về ngày 4 tháng 9 và điều đó thật đáng sợ. Đó thực sự là một thảm họa từ trên trời rơi xuống. Trước đó, một trận lũ quét và lở đất đã xảy ra tại hạ tầng Jiwaji ở làng Hắc Tử Bình, đường Luân Chân, quận Trường An, Tây An. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, thiên tai đã khiến tổng cộng 27 người chết và mất liên lạc, trong đó 21 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Hai ngôi nhà khoảng 300m² bị hư hại, 3 điểm trên quốc lộ 210 bị hư hỏng nhẹ 21 vị trí. Ông Yan, một người dân địa phương, nói với Seongsang Morning News rằng Jiwoji là vườn sau của Tây An. Mỗi cuối tuần, người dân Tây An sẽ đến đây để vui chơi và giải trí. Vì vậy, hầu hết các hộ gia đình ở đây đều có trang trại và nhà trọ. Hôm thứ Sáu, có 5 hoặc 6 vị khách sống trong nhà của ông Yan và tất cả họ đã cùng nhau di chuyển an toàn vào đêm hôm đó. Ông cho biết, khoảng 14 giờ ngày thứ Sáu, trên núi bắt đầu có mưa, đến khoảng 16 giờ thì mưa rất to, nước sông cũng lên ít bất thường, có một trận lụt, nước có màu vàng, dữ dội và đầy bùn. Bên trong có cây cối và đá. Ông Gian biết rằng hai ngôi nhà bị cuốn trôi cũng là nhà của trang trại. Ngọn núi nơi lũ quét bất ngờ nằm phía sau hai ngôi nhà đã trực tiếp cuốn trôi những ngôi nhà, ít nhất vài tấn đá trực tiếp đổ xuống. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ khắp nơi, khiến nhiều nơi ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người và của. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy ngôi nhà của một cặp vợ chồng già bị cuốn trôi và cả hai đã rơi xuống giếng sau khi được giải cứu. Trong đoạn video do người dân đăng tải vào ngày 3 tháng 9, một số người đàn ông đang bước ra khỏi một khu trang trại bằng cách dẫm lên bùn ngập đến mắt cá chân. Một người mặc áo tím nam tử vừa đi vừa giới thiệu nói, nếu như thật sự không có tự tin, chúng ta đi cái thôn bên kia đi. Hai vị lão nhân được cứu đều ngã quỵ. Sau khi rơi xuống, cả hai người đều chết. Một người đàn ông mặc đồ đen trả lời, có lẽ họ thực sự dành dụng cả đời để làm nên một ngôi nhà và bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Trong khu nhà trong video, móng của ngôi nhà chính cao hơn mặt đất hơn 1 mét và thiệt hại được cho là không quá lớn. Trong video, dường như là các cán bộ cấp trên đang đến thăm khu vực thảm họa, tuy nhiên vị trí của vụ việc không thể được xác định chắc chắn. Một số người đàn ông bị nghi ngờ có giọng quanh Bắc Kinh. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ khắp nơi để bảo vệ những cái gọi là thành phố trọng điểm. Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh, Bảo Định và Lang Phường ở Hà Bắc cùng nhiều nơi ở Hắc Long Giang chịu thiệt hại nặng nề. Hiện lũ lụt ở Hà Bắc đang rút dần, nhưng mưa xối xả ở Hắc Long Giang vẫn đang tiếp diễn, lũ vẫn tiếp tục tràn về. Một số lượng lớn các video trên Internet cho thấy những ngôi nhà ở nhiều ngôi làng đã bị cuốn trôi. Và một số ngôi nhà vẫn còn ở đó, nhưng sau khi bị ngâm trong nước nhiều ngày, tất cả đồ đạc của họ đã bị phá hủy. Nhiều nạn nhân đã đăng video khóc lóc, tôi không thể sống được nữa. Một số cư dân mạng than thở, lũ đã rút và nỗi đau khổ thực sự mới bắt đầu. Ở Hà Bắc và những nơi khác, các nạn nhân của việc chính quyền xả lũ đã đến cơ quan chính phủ để phản đối, nhưng tất cả đều bị đàn áp dữ dội. Ngày 4 tháng 9, áp lực xả lũ ở Thiên Tân rất lớn. Người dân vùng Đông Bắc Trung Quốc và Hà Bắc gặp khó khăn trong việc xây dựng lại nhà cửa.
Mở đầu bản tin, chúng ta hãy chú ý đến tình hình lũ lụt mới nhất ở miền Bắc Trung Quốc. Sau thông báo của Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày thứ Bảy rằng một trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra ở lưu vực sông Hải Hà ở Thiên Tân, quan chức này cho biết mực nước ở đầu nguồn sông Đại Khánh làm 5,72 m trên lưu vực sông Hải Hà vào chiều ngày Chủ nhật, giảm nhẹ so với 6 m trước đó so với lưu lượng xả lũ của các con sông khác ở Thiên Tân. Tuy nhiên, các công dân Thiên Tân đã chụp ảnh vào ngày 4 tháng 9 rằng sông Yiya đang xả nước đến khu vực ngăn lũ Đông Điếm. Trong con hẻm lớn ở hạ lưu, nơi hợp lưu của sông Lan Yun và sông Sinkai, máy bơm nước hoạt động không ngừng nghỉ. Sông Hải Hà chảy qua trung tâm thành phố Thiên Tân cũng có dòng chảy lớn khi một người dân Thiên Tân bắt xe buýt đi qua sông Đô Lưu Kiếm vào chiều ngày Chủ nhật. Anh ta thấy những khu rừng hai bên bờ sông vẫn còn ngâm trong nước, chỉ còn thấy tàn cây. Ngày 4 tháng 9, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Hà Bắc, nước lũ đã rút bớt, nhiều nơi còn bị phù sa bao phủ, đồ đạc, vật dụng bị lũ cuốn trôi, hoa màu gia súc bị chết, không khí nồng nặc mùi khó chịu của những xác chết thối rữa. Nạn nhân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang cho biết, hôm qua tôi đã nói rằng tôi sẽ không khóc. Tôi sợ người khác cười nhạo mình, không đủ mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng tôi thực sự không vĩ đại và dũng cảm như vậy khi tôi nhìn thấy ngôi nhà của mình hoặc đất của tôi đi theo như một vụ tai nạn. Gia đình chúng tôi trồng lúa, nhưng gia đình chúng tôi thậm chí không có lấy một hạt gạo. Giáo viên trường trung tâm Kim Mã Cát Lâm Thư Lan cho hay, khi mực nước lũ cao nhất, nó sâu 2 mét, Lưu Dương, chỉ huy đội cứu hộ bão Liêu Ninh nói, sau khi dọn sạch phù sa, toàn bộ mùi hôi thối kinh khủng đến mức mọi người không thể xử lý được. Một chủ doanh nghiệp ở Trắc Châu, Hà Bắc cũng cho biết thiệt hại khá lớn, phải vài triệu, nhà kho cũng ướt sũng. Một chủ doanh nghiệp ở Trắc Châu, Hà Bắc cũng cho hay, bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với việc khó trả các khoản vay mua ô tô, thế chấp nữa. Một nạn nhân thiên tai ở Hà Bắc cho biết xả lũ là gì? Xả lũ là dùng hàng chục nghìn mẫu đất màu mỡ và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, tài sản để đổi lấy sự an toàn của một thành phố. Kể từ cuối tháng trước, cơn bão số 5 đã mang theo lượng mưa lớn đến Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc để bảo vệ Bắc Kinh và Hùng An. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên đào đê vào đêm khuya ở nhiều nơi ở Hà Bắc, xả lũ mà không báo trước gây thương vong cho người dân. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi có số người chết cao, các quan chức cho biết chỉ có 29 người chết. Nhất Đăng, một cư dân mạng, một người dân ở đường Gia Trang, huyện Lai Thủy, Hà Bắc nói, có tổng cộng 14 người mất tích và chết, một số thi thể được tìm thấy. Nhưng vài ngày trước, người dân từ Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã báo cáo với The Epoch Times rằng nhiều người đã bị chết đuối ở thị trấn Si Tinh. Và tất cả họ đều được nêu tên nhưng không có trong số liệu thống kê của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy ngay lập tức và tình hình vô cùng bi thảm. Trong vài ngày qua, một số lượng lớn nạn nhân thiên tai ở Hà Bắc đã phàn nàn rằng chính quyền đã hứa bồi thường nhưng họ không đến tận nhà để xác minh những thiệt hại và họ đã không cho phép các nạn nhân dọn dẹp. Nhiều người vẫn chưa thể về nhà của mình. Thiên tai thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến ít nhất 17 người thương vong. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, lốc xoáy tấn công Giang Tô, 17 người thương vong, người dân gào thét kinh hoàng vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 9. Một thị trấn ở phía nam huyện Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị lốc xoáy tấn công, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lốc xoáy đi đến đâu, cát đá bay đến đó nhưng cư dân mạng gọi là kinh hoàng. Các quan chức cho biết có 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận lốc xoáy, nhưng chưa rõ con số thương vong thực sự. Dị thường trước trận động đất 4,4 ở Sở Hùng, Vân Nam cùng ngày, lúc 8 giờ 55 phút tối ngày 3 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở Sở Hùng, Vân Nam với độ sâu tiêu cự 10 km, thương vong chưa rõ. Trận động đất dường như có điểm báo trước. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, một lượng lớn đàn cá nhảy khỏi lên mặt nước ở Hồ Điền Chi, Vân Nam. Vào thời điểm đó, một số người đã suy đoán liệu có liên quan đến các thảm họa như động đất hay không, nhưng các chuyên gia đã phủ nhận điều đó. Cư dân mạng chế giễu, cá biết câu trả lời tốt hơn các chuyên gia. Thưa quý vị, hoàn lưu bão số 5 đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc gây ngập lụt nhiều nơi ở Hắc Long Giang. Vào ngày thứ 6 tuần trước, Mậu Đơn Giang và những nơi khác bị hư hại nghiêm trọng. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Hãy xem flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, những ngôi nhà ở Hắc Long Giang bị lũ cuốn trôi. Hôm thứ Sáu, lũ lụt bùng phát ở thành phố Ninh An, Mậu Đơn Giang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, liên lạc địa phương bị gián đoạn. Người dân địa phương cho biết, nhà cuốn trôi, nhà chìm trong nước hết rồi. Hãy nhìn cái cây đó đổ từng cái một. Cùng ngày, con sông ở thành phố Thượng Hải, Cát Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang dâng cao, thành phố bị ngập lụt, nguồn cung cấp nước và điện cục bộ bị cắt. Người dân địa phương cho hay, con sông Kiến này, nhìn kìa, nó ngập rồi, hết rồi, chiếc xe màu đen đã biến mất bởi nước.
Người dân địa phương bình luận đại lộ trung tâm nước có sâu không? Ít nhất 5 ngôi làng ở quận Trường Bình của thủ đô Bắc Kinh tái xả lũ bị cắt nước và mạng. Sau đợt xả lũ sông Vĩnh Định ở Bắc Kinh vào cuối tháng trước, Diên Khánh và Trường Bình ở Bắc Kinh cũng lần lượt xả lũ. Trước khi xả lũ ở quận Trường Bình, hồ chứa Bạch Hà Bảo ở quận Diên Khánh, Bắc Kinh đã xả lũ vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm. Vào ngày thứ Sáu, một số chuyên gia tàu ga Tây Bắc Kinh và ga Phong Đài Bắc Kinh đã bị đình chỉ. Thị trấn Đông Dương Trang, thành phố Ba Châu, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Vài ngày trước, một người phụ nữ đã gửi một video khóc lóc phàn nàn rằng một nửa nỗ lực của cuộc đời cô ấy đã bị nhấn chìm để bảo vệ thành phố. Vì vậy, ai nên xây dựng lại nhà của họ? Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nói, tôi nhìn thấy nhà máy và nhà của mình bị lũ nhấn chìm, đau lòng chết đi được. Các vị lãnh đạo xin hãy chú ý đến nông thôn của chúng ta. Nửa đời người của chúng ta lao động vất vả vì bảo vệ thành phố đã tràn ngập nông thôn của chúng ta. Khi lũ lụt đang hoành hành ở Trung Quốc, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày là vắng mặt trong hoạt động cứu trợ thiên tai, đồng thời chống lũ lụt và làm sai sự thật. Một đoạn video quay cảnh một nhóm người bị nghi là đóng giả lũ nhân tạo, có đạo diễn, diễn viên phụ và nhân viên đặc biệt để quay, giống như đóng phim vậy. CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố hình ảnh giải cứu trên nóc trực thăng, nhưng cư dân mạng trong khu vực bình luận đã phát hiện ra đó là giả. Đoạn video tình cờ quay được cảnh hai người đứng dưới nước ở tầng dưới, nước còn không ngập bánh xe nên không cần trực thăng cứu hộ. Tại quận Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, các quan chức từ thị trấn Thành Môn đã nổ nước lên và xuống đường, nơi bị cáo buộc là một màn trình diễn. Đồng thời, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chặn tin tức về lũ lụt và một số đội cứu hộ tình nguyện đã phát sóng trực tiếp các khu vực bị thiên tai và tài khoản của họ đã bị chặn. Ở một số vùng bị thiên tai, toàn bộ ngôi làng bị ngập lụt, chỉ còn lại một cổng vòm và không biết liệu dân làng có thoát ra được không. Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng số người chết lần này sẽ trở thành một bí ẩn lịch sử vĩnh cửu giống như trận lụt Trịnh Châu. Sau khi Trắc Châu, Hà Bắc bị ngập lụt, người dân địa phương không nhận được cứu trợ chính thức hiệu quả. Hôm thứ Sáu, các trận Trắc Châu và Lai Thủy ở Bảo Định đã đưa ra thông báo kêu gọi mọi người quyên góp. Điều này đã bị cư dân mạng đại lục chỉ trích. Ngay cả người dân ở Trắc Châu cũng khuyên mọi người không nên quyên góp vì số tiền quyên góp có thể không đến được tay người dân. Hội chữ thập đỏ khét tiếng kêu gọi quyên góp giúp đỡ Bắc Kinh đã bị một lượng lớn tin nhắn chế giễu. Nhiều cư dân mạng quyên góp dù để bày tỏ sự bất bình. Một cư dân mạng tố cáo cơ quan chức năng không cứu được người mà còn tích cực đi xin tiền. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.